Cây xà cừ gần 100 tuổi đẹp bậc nhất cố đô Huế đã bật gốc, ngã đổ sau bão số 13 quét qua lúc rạng sáng 15 tháng 11 năm 2020. Cây xà cừ cổ thụ này được trồng bên đường Trần Hưng Đạo trước mặt bến xe du lịch Nguyễn Hoàng gần cầu Phú Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cây xà cừ này vốn thân rất to, đường kính ước hơn 1 mét, cao hàng chục mét, đứng sừng sững qua bao năm ở cố đô Huế khiến cho du khách trầm trồ ngợi khen. Cây được Trung tâm Công viên Cây xanh Huế đánh số thứ tự quản lý là số 13. Trải qua những trận bão lũ dồn dập, nhất là cơn bão số 5 hồi giữa tháng 9 năm 2020, đã quật ngã hàng chục ngàn cây xanh ở Huế, thì lão xà cừ này vẫn trụ vững. Ấy vậy mà cơn bão số 13, bão Vàm Cỏ, dù không đổ bộ vào Huế nhưng với sức gió cấp 7, cấp 8, giật cấp 11, quét qua lúc rạng sáng 15 tháng 11, cũng đã khiến lão xà cừ bật gốc rồi nằm xuống. Bình thường á, rất đẹp, tỏ ánh đồ mát cho khách đi ngang qua, lúc mà mệt cho đứng rồi mình chụp hình rồi phía bên chỗ dòng sông Hương rất là tuyệt vời. Tuy nhiên là mấy ngày nay thì rất là đẹp, nhưng mà cái bão số 13 này đột ngột thì nó bị ngã, cái này rất tiếc. Cái này thật sự ra mọi người rất tiếc, thì nó không biết bao nhiêu năm mà rồi, lâu rồi, vườn cao rồi mà bây giờ là nó bị ngã như vậy, không biết khắc phục được không. Thật sự nếu mà khắc phục được là quá tốt. Nói chung là mọi người ai cũng tiếc về cái cây này hết. Trong sáng 15 tháng 11, lực lượng công nhân của Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố Huế đã cưa, cắt tỉa hầu như tất cả các nhánh cành cho lão xà cừ cổ thụ này. Ông Đặng Ngọc Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố Huế cho biết, lãnh đạo thành phố Huế đã yêu cầu trung tâm cố gắng nghiên cứu các phương án để giữ lại cây cổ thụ đẹp bậc nhất xứ Huế này.